Thưa quý vị, tuần qua thông tin thủ đô New Delhi của Ấn Độ không khí ô nhiễm tới mức người dân như hút 50 điếu thuốc mỗi ngày khiến cho nhiều người giật mình nghĩ đến tình trạng ở thủ đô của chúng ta. Báo cáo của các liên minh, các trung tâm nghiên cứu mới đây cho thấy chất lượng không khí Hà Nội đang xuống cấp nặng nề, thậm chí ô nhiễm đã ở mức báo động đỏ. Quả thực sống ở Hà Nội nhiều thời điểm những người dân như tôi hay quý vị đều hít thở chung một bầu không khí ngột ngạt, chẳng khác gì như đang hút thuốc lá mỗi ngày. Cảm giác chung này sẽ được phân tích cụ thể với những ý kiến chuyên môn từ giáo sư tiến sĩ Hoàng Xuân Cơ, nguyên giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quan trắc và Mô hình hóa môi trường Đại học Quốc gia Hà Nội, một trong những chuyên gia hàng đầu về môi trường không khí hiện nay tại Việt Nam. Đầu tiên thì xin được cảm ơn ông đã nhận lời tham gia trong chương trình ngày hôm nay. Và tôi rất muốn hỏi tiến sĩ giáo sư Hoàng Xuân Cơ một câu hỏi, nhưng mà có lẽ là trước khi chúng ta đi vào câu hỏi thì xin mời phó giáo sư giáo sư tiến sĩ chúng ta hãy cùng đến một clip ngay sau đây. 5 năm nay, năm nào anh Dũng cũng phải nhập viện điều trị 4 đến 5 lần bệnh liên quan đến hô hấp. Mỗi lần nằm viện ít nhất 1 tháng. Nơi này là đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Anh Dũng vốn làm nghề cơ khí. Căn bệnh đến với anh một phần cũng chính do môi trường làm việc của anh trải qua mấy chục năm. Và giờ cứ khi nào thời tiết, môi trường thay đổi là anh lại phải nhập viện. Chi phí cho mỗi đợt điều trị cũng lên tới hàng chục triệu đồng. Nói chung là không khí ngoài đường bây giờ là nói chung là không cứ ở nơi ở và nói chung ngoài đường đều có bụi. Tất cả đều có không khí ô nhiễm. Ảnh hưởng đến sức khỏe của chính tôi và nhiều người. Số liệu tại Bệnh viện Phổi Hà Nội cho thấy, trong số 150 trường hợp đến khám chuyên khoa mỗi ngày, thì có tới 80% bệnh nhân đến khám các bệnh về hô hấp và con số đang tăng lên hàng năm. Bệnh viện Nhi Trung ương mỗi ngày tiếp nhận từ 2.000 đến 3.000 trẻ khám và điều trị, trong đó có tới 60 đến 70% các bệnh liên quan đến đường hô hấp. Thì riêng cơ quan hô hấp là một cơ quan mở, nó thông với lại cái hệ thống không khí, cho nên là sự cái ô nhiễm của không khí thì ảnh hưởng đầu tiên đó là cái bệnh phổi. Thì cả nước mới phát hiện được 2.400 trẻ em mắc lao. Như vậy thì con số mà chưa được phát hiện có thể vẫn còn rất nhiều. Theo báo cáo Môi trường Quốc gia về Môi trường Đô thị do Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố năm 2016, riêng ở Hà Nội, chi phí khám chữa bệnh về hô hấp và thiệt hại kinh tế do nghỉ ốm với người dân nội thành là 1.500 đồng trên một người trên một ngày. Với khoảng 3,5 triệu dân nội thành, Hà Nội thiệt hại kinh tế khoảng 2.000 tỷ đồng một năm do các bệnh về đường hô hấp. Vâng, thưa giáo sư tiến sĩ Hoàng Xuân Cơ, vài tháng trước thôi thì chính chủ tịch của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng đã phải thốt lên rằng ô nhiễm không khí ở thủ đô của chúng ta đã ở mức báo động đỏ. Vậy cụ thể bầu không khí của chúng ta đã xuống cấp đến mức như thế nào thưa ông? Vâng, xin cảm ơn. Trước hết tôi cũng phải nói thế này, đánh giá chất lượng không khí là một vấn đề không dễ. Và với phát biểu của ông chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố thì chúng ta phải biết rằng là ông chắc cũng đã có những cái tài liệu tương đối chuẩn xác. Thế nhưng về đánh giá chất lượng không khí thì chúng tôi chia làm 4 cái nhóm. Thứ nhất là những người làm lãnh đạo, những người làm quản lý như các ông chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Thứ hai là những nhà khoa học. Thứ ba là những các cái tổ chức, trong đó có cả tổ chức quốc tế nữa. Và thứ tư là tất cả chúng ta. Và tất cả chúng ta chỉ đánh giá dựa trên cảm nhận thôi. Thế còn những người làm quản lý này, những người làm nghiên cứu khoa học thì họ phải dựa trên rất nhiều những các cái số liệu cũng như các cái văn bản pháp luật của nhà nước thì mới có thể đánh giá được. Thế thì cũng rất là tiếc là cái đánh giá mang tính gọi là chính thống của những nhà quản lý, của những nhà khoa học thì không nhiều lắm. Thế còn đánh giá mà theo cái kiểu là của cộng đồng ấy thì lại rất nhiều, ở trên mạng rất nhiều. Thế thì đối với chúng tôi những nhà khoa học thì cũng phải nói thẳng là như thế này. Chúng tôi chưa có đủ được số liệu. Thế nhưng với những cái nghiên cứu thì chắc chắn rằng là cái chất lượng không khí Hà Nội đã xuống cấp. Và tôi rất thích dùng cái từ mà mọi người dùng, đó là ở mức báo động. Vậy là báo động cho ai? Ai báo động? Báo động cho ai thì ta sẽ phân tích sau. Dạ vâng, cũng có nhiều người nói là thủ đô thì như một ống khói khổng lồ và người thủ đô thì như là mỗi một ngày cũng hít thở không khí cũng như là hút thuốc vậy. Thì ông nghĩ sao về ý kiến này ạ? Cái ý kiến này thì tôi cho rằng là nó đúng vào lúc này, lúc khác, nơi này, nơi khác và người này, người khác. Thế nhưng mà nó cũng, ý tôi nói là nó cũng một phần nào đó là cũng đúng. Thế chứ còn có một câu nữa là cũng nên đặt ra là vậy thì chúng ta có chấp nhận được không?
Và nữa là liệu bao lâu nữa thì có thể nó khác đi. Nếu không ấy thì chúng ta sẽ thấy là rất là khó khăn trong cái việc chấp nhận cái điều này. Nhưng mà tôi thì tôi nghĩ rằng này, chúng ta có lẽ còn phải chấp nhận, còn phải sống chung với nó cũng khá là lâu đấy. Cho nên chúng ta phải nhìn nhận cái việc ô nhiễm không khí cũng như chất lượng không khí ở rất nhiều cái khía cạnh khác nhau thì mới có thể gọi là có được một cái nhìn đúng đắn. Dạ vâng, vậy ông có thể chia sẻ như ông nói là cái việc giống hút thuốc hay không nó cũng tùy thời điểm và tùy nơi, có đúng không ạ? Vâng. Và ông có thể chia sẻ là cái nguồn nó khiến cho ô nhiễm cái không khí của chúng ta bị ô nhiễm tại Hà Nội thì nó đến từ đâu? Và cái thứ hai nữa là ông có thể chia sẻ là bây giờ ở Hà Nội thì cái khu vực nào đang là khu vực mà ông nghĩ là cần được báo động nhất ạ? Vâng, tôi nói thêm một chút là con người chúng ta tiếp xúc với lại ô nhiễm không khí ấy, thì thế giới nó cũng chia ra làm rất nhiều nhóm, trong đó có những cái nhóm nó gọi là cái nhóm nhạy cảm. Đó, tức là ta hay, trong bình thường là ta gọi là dị ứng với lại cái chất ô nhiễm. Thì đấy là cái nhóm mà có thể là thấy ngay, nếu nó có biểu hiện một cái là thấy ngay. Thế còn những người bình thường như ta có khi là cũng chả để ý. Thế còn nguồn ô nhiễm ấy, thì phải nói như thế này, với nghiên cứu của chúng tôi thì riêng đối với Hà Nội thì cái nguồn công nghiệp từ những các cái nhà máy mà nó phát thải nhiều chất ô nhiễm ấy, là chúng ta đã sớm quy hoạch tốt và nó xa Hà Nội. Ví dụ nhà máy nhiệt điện chạy than, nhà máy xi măng, nhà máy thép hoặc là nhà máy hóa chất thì nó đều xa cả. Ví dụ có lẽ gần nhất thì đối với nhà máy nhiệt điện chạy than đó là Phà Lại thì nó cũng là khá xa Hà Nội. Và đấy cũng là một cái điều đáng mừng. Thế còn ở Hà Nội, cái nguồn công nghiệp ấy, thì nó từ một số các cái khu công nghiệp. Đối với lại nguồn thứ hai là nguồn giao thông thì bây giờ thì chúng ta thấy là chắc chắn ai cũng có thể cảm nhận được cái nguồn giao thông. Vậy thì cái nguồn giao thông ấy thì chúng ta thấy là chúng ta đã có những các cái tiến bộ nhất định. Ví dụ chúng ta đã chuyển từ các cái chất lượng các phương tiện là phải nâng cấp lên sang đến Euro 4 và sắp tới là có thể là Euro 5, Euro 6. Thế là như vậy là cũng là tốt. Nhưng có một cái điều là cái số lượng phương tiện thì càng ngày càng nhiều. Thế có nhiều người hỏi lấy đâu ra lắm thế? Thì chúng ta nhớ là thế này này. Khi đất nước phát triển, con người giàu lên, có tiền thì chắc chắn là người ta sẽ mua những cái phương tiện đấy. Thế thì có điều là như vậy là tôi nói rằng mỗi chúng ta vừa là nạn nhân nhưng đồng thời vừa là thủ phạm của cái chuyện ô nhiễm này. Nguồn thứ ba đó là nguồn dân sinh, tức là nấu ăn. Thì chúng ta thấy là nội đô bây giờ thì chúng ta thấy là chuyển sang nấu ga rồi bây giờ là nấu điện rồi nấu từ cũng là đỡ đi rất nhiều. Vậy thì có lẽ khu trú lại là khu vực giao thông. Và những cái lúc nào là cái chỗ nào mà tắc đường nhiều, chỗ nào gần cái đường giao thông mà mật độ cao thì chắc chắn là vấn đề là có khả năng chịu cái mức độ ô nhiễm cao hơn hoặc là chất lượng không khí kém hơn. Vâng, thưa giáo sư, thì có nhiều người gia đình tâm sự rằng là họ có nhiều thế hệ và họ chưa bao giờ nuôi trẻ nhỏ cảm thấy nó vất vả như bây giờ. Rằng là họ cũng đã thử áp dụng những cái mô hình cho trẻ nó tự vui chơi, tự ra ngoài, tự lớn. Nhưng mà dường như là không thành công khi mà chúng ốm liên tục. Tất nhiên là cơ địa là một phần nhưng mà dường như nó có liên quan gì đó tới cái môi trường sống. Và những cái đợt ốm của những đứa trẻ thì kéo dài. Thuốc thì vào thì cũng lâu khỏi hơn. Chắc là phải có một cái sự liên quan nào đó giữa cái tình trạng sức khỏe đó với lại cái tình trạng môi trường không khí của chúng ta chị ạ. Nói chung là chắc chắn là có cái mối liên quan rồi. Mà ô nhiễm không khí hoặc là cái chất lượng không khí suy giảm chắc chắn ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhưng mà nói như thế này, chứng minh cái ảnh hưởng ấy không dễ thế nào. Người ta đã nói rằng là chất lượng không khí, tôi lấy ví dụ như thế này, nếu như mà cái bụi PM10 mà chỉ tăng lên 10 microgram trên 1 mét khối thì cái tỷ lệ chết sớm ấy nó sẽ tăng lên đến mức độ như thế cơ mà. Thế nhưng mà ở Việt Nam không có nhiều cái nghiên cứu như thế. Nên đấy như cái video clip thì chúng ta mới nói đến cái chuyện là tăng cái tiền chữa bệnh hô hấp. Thế tức là chưa nói rằng là cái bệnh hô hấp ấy có phải là do ô nhiễm không khí hay không. Nhưng một phần khá lớn là cái bệnh hô hấp ấy là có liên quan chặt chẽ với lại ô nhiễm không khí và chắc chắn nó kéo dài và có thể nó nặng hơn so với những cái thời kỳ mà ô nhiễm không khí chưa
chưa nhiều như bây giờ. Vâng, nhưng mà hiện nay thì nhiều người chúng ta thấy ra đường được ai cũng bịt mặt kín, chẳng ai biết mặt nhau là như thế nào để phòng tránh ô nhiễm. Nhưng mà với cái thực trạng hiện nay thì những cái phương tiện bảo hộ như vậy chúng ta đủ an toàn chưa? Và ở nhà thì mọi người có cách nào để có thể ít nhất là mình có thể có một cái sức khỏe đốt tốt hơn với cái chất lượng không khí như bây giờ không ạ? Thế nghiên cứu của chúng tôi năm 2005 ấy thì là đã có liên hệ thì thấy rằng là các cái khẩu trang bình thường của chúng ta ấy, thì nó chỉ có thể giảm được dưới 20% cái ảnh hưởng của bụi thôi. Còn đối với chất khí thì hầu như không giảm được nhiều. Và những các cái khẩu trang bây giờ mà nó hiện đại hơn như khẩu trang nano các thứ vân thì nó có tốt hơn. Đấy. Thế nhưng mà muốn hay không muốn thì chúng ta thấy là chúng ta bây giờ mua ô tô thì cũng đã có những cái hệ thống nó chống được cái bụi và các cái chất khí. Thứ hai nữa là chúng ta ở nhà bây giờ nếu có tiền ấy, thì chắc chắn là nên lắp đặt cái giống như thế ông đại sứ Mỹ nói ấy, tức là nhà ông có hệ thống lọc không khí. Đấy thì là tối ưu nhất. Và các Mác có nói một câu rất hay, đó là ô nhiễm ấy thì nó có tính giai cấp. Người giàu ấy, người ta ít chịu ảnh hưởng của ô nhiễm hơn là người nghèo. Vậy thì như tôi bây giờ thì tôi chọn phương án là tôi đi ô tô buýt. Đấy, và bây giờ đi làm là tôi đi ô tô buýt thì cũng là góp phần thôi, là vừa đỡ, bởi vì ô tô buýt bây giờ thì cũng có điều hòa, cũng đỡ hơn rất nhiều. Vâng, một lần nữa rất là cảm ơn những cái phân tích, những thông tin của giáo sư Hoàng Xuân Cơ. Thưa quý vị, như khách mời đã vừa chia sẻ, chúng ta là nạn nhân của ô nhiễm, nhưng mà chúng ta cũng là một phần trong những cái tác nhân gây ra ô nhiễm. Có lẽ thì trong thời gian chờ đợi những cái giải pháp hiệu quả hơn thì bản thân mỗi người cũng nên có ý thức bảo vệ môi trường. Đó cũng chính là bảo vệ cho sức khỏe và cuộc sống của mỗi chúng ta. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi bản tin Chào Buổi Tối của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt.